Sau khi trình bày cái tiến trình sư phạm của phương pháp bàn tay nặn bột thì một cái câu hỏi được đặt ra, vậy thì những cái đặc trưng nổi bật của phương pháp bàn tay nặn bột so với các cái phương pháp dạy học khác đó là cái gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái nội dung thứ tư, tức là những cái đặc trưng của phương pháp bàn tay nặn bột. Ở trong cái mục này thì chúng tôi trình bày với các thầy cô giáo bốn cái đặc trưng cơ bản. Đặc trưng thứ nhất, tức là phương pháp bàn tay nặn bột nhấn mạnh đến việc rèn tư duy và phương pháp làm việc của nhà khoa học. Cái thứ hai, tức là rèn cho học sinh từng bước làm chủ ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Và cái đặc trưng thứ ba cũng là một cái đặc trưng rất nổi bật của phương pháp bàn tay nặn bột, đó là tạo thuận lợi cho học sinh bộc lộ và thay đổi những cái quan niệm ban đầu theo con đường kiến tạo. Và cuối cùng, tức là vai trò của vở thực hành, tức là rèn cho học sinh biết cách sử dụng vở thực hành trong quá trình thực hiện những cái nghiên cứu theo cái quy trình, hay nói cách khác là theo tiến trình của phương pháp bàn tay nặn bột. Cái đặc trưng đầu tiên á, về rèn tư duy và phương pháp làm việc của nhà khoa học, thì chúng ta đã biết, tức là cái tiến trình của phương pháp bàn tay nặn bột thì trong đó người học phải nghiên cứu để giải quyết các cái vấn đề. Những cái nghiên cứu của người học á, thì được thể hiện qua, thứ nhất là nghiên cứu qua quan sát. Nghiên cứu qua quan sát thì thường sử dụng trong sinh học hoặc trong thiên văn học. Cái thứ hai là nghiên cứu thực nghiệm. Thì cái nghiên cứu thực nghiệm này rất hay sử dụng trong vật lý. Tuy nhiên thì khi mà nghiên cứu thực nghiệm á, nó cũng có những cái hạn chế khi nghiên cứu các cái vấn đề về sự sống. Thí dụ như nghiên cứu về sự tiêu hóa, về sự tuần hoàn thì những cái đó chúng ta khó có thể thực hiện các cái nghiên cứu thực nghiệm. Và cái thứ ba tức là nghiên cứu tài liệu. Thì cái nghiên cứu tài liệu nó phù hợp với tất cả các cái môn học. Và cuối cùng tức là nghiên cứu qua mô hình. Như vậy thì cái quá trình thực hiện nghiên cứu của người học á, là có thể nghiên cứu qua quan sát, nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu qua mô hình. Ở đây thì chúng ta có thể làm việc theo nhóm để lấy một cái ví dụ, hoặc chúng ta có thể làm việc cá nhân để lấy một cái ví dụ về một cái bài học hoặc là trích đoạn một cái bài học chúng ta lựa chọn. Mà trong đó cái tiến trình nghiên cứu mà chúng ta dự kiến đối với người học á, sẽ bao gồm ít nhất 2 trong 4 cái hoạt động sau. Thứ nhất là nghiên cứu qua quan sát, thứ hai là nghiên cứu thực nghiệm, thứ ba là nghiên cứu tài liệu và thứ tư là nghiên cứu qua mô hình. Ở đây thì chúng ta có thể làm việc nhóm hoặc làm việc cá nhân để lựa chọn các cái nội dung bài học mà trong đó người học phải thực hiện ít nhất 2 trong 4 hoạt động. Trong cái quá trình thực hiện nghiên cứu á, thì những cái hoạt động sau là cần thiết đối với người học. Thứ nhất là họ phải tiến hành thực nghiệm trực tiếp để kiểm tra các cái giả thuyết. Cũng có thể là họ phải thiết kế một cái đối tượng, xây dựng một cái mô hình hoặc một cái market, hoặc là nghiên cứu một cái giải pháp kỹ thuật. Hoặc cũng có thể là họ quan sát trực tiếp hoặc được hỗ trợ bởi những cái phương tiện khác, ví dụ như là phương tiện nghe nhìn, các cái phương tiện đa phương tiện. Nghiên cứu tài liệu và thực hiện các cái điều tra, phỏng vấn và thực hiện một cái bản tin nhanh hoặc là thực hiện một cái đoạn phim ngắn hoặc là tiến hành tham quan một cái cơ sở sản xuất. Ở đây thì chúng ta thấy thí dụ như là nghiên cứu qua quan sát á, thì quan sát là học sinh có thể khai thác các tài liệu, ví dụ như là các cái hình ảnh, các cái dữ liệu hoặc là những cái kết quả thử nghiệm. Thế còn qua thực nghiệm là họ phải dự đoán các cái phương án thí nghiệm và các cái dụng cụ có thể tiến hành thí nghiệm. Ở đây thì một trong những cái điểm rất quan trọng của phương pháp bàn tay nặn bột, tức là những cái dụng cụ thí nghiệm là những cái dụng cụ thí nghiệm mà dễ kiếm, thân thiện với môi trường. Và trong cái quá trình tiến hành thực nghiệm thì người học sẽ làm thay đổi một cái nhân tố tác động tại một cái thời điểm nào đó. Sau đó thì họ thu thập các cái dữ liệu bằng cách quan sát hay là đo lường. Thế còn nghiên cứu tài liệu là học sinh đọc các cái bài báo hoặc tài liệu điện tử hoặc là phỏng vấn những cái người có thẩm quyền. Thực hiện các cái mô hình thì có thể lập luận bởi sự tương tự và kiểm tra việc xây dựng một cái mô hình. Thế ngoài ra thì học sinh có thể, tức là cái trải nghiệm thử và sai, tức là tiên đoán các cái phép thử khác nhau và so sánh kết quả. Như vậy thì người học trong cái quá trình mà thực hiện một cái nghiên cứu, họ phải đối đầu với một cái tình huống. Cái thứ hai là phải biết cách khai thác các cái nguồn tài nguyên khác nhau, như tiến hành thực nghiệm, khai thác tài liệu, các cái mô hình, các cái tranh ảnh hoặc là thực hiện phỏng vấn. Họ hành động và cùng hành động để nghiên cứu, để đối đầu quan niệm, để phân tích, để hiểu và để sản sinh ra các cái kiến thức mới. Sau đó họ suy nghĩ và cùng đánh giá về quá trình vận hành và sản phẩm, tái cấu trúc và nhập
các cái kiến thức có được vào trong cái hệ thống kiến thức đã có. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc nhập kiến thức vào trong cái hệ thống kiến thức đã có giúp cho các cái kiến thức đó sẽ là bền vững và có thể vận dụng một cách linh hoạt vào trong việc giải quyết các cái tình huống của thực tiễn. Sau đó thì họ xây dựng nghĩa và chuẩn bị chuyển đổi trong những cái tình huống không phải là những tình huống quen thuộc. Ở đây thì một cái điều mà hết sức quan trọng, tức là cái tiến trình của phương pháp bắn tay nặn bột, chúng ta nhìn về mặt hình thức á, nó giống như là một cái tiến trình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà vận dụng cái tiến trình này vào tổ chức dạy học thì các nguyên tắc của phương pháp bắn tay nặn bột phải được thỏa mãn. Và ở đây thì chúng tôi có một cái lưu ý, tức là do sự thúc ép về mặt thời gian, do những cái lo lắng của học sinh trượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của giáo viên, cho nên giáo viên thường là thiết kế một cái kịch bản rất hoàn hảo theo các pha của tiến trình nghiên cứu với một hệ thống các cái câu lệnh, các cái câu hỏi đã được chuẩn bị chu đáo để đưa người học vào một cái tiến trình mà chúng tôi gọi nó là tiến trình giả nghiên cứu. Thì với một cái tiến trình dạy học như vậy, nó không đem lại, chưa đem lại hiệu quả cao. Và đây không phải là một tiến trình sư phạm của phương pháp bắn tay nặn bột. Thì đây là một cái điều mà chúng ta rất là lưu ý trong quá trình tổ chức dạy học. Cái đặc trưng thứ hai của phương pháp bắn tay nặn bột, nói đến phương pháp bắn tay nặn bột thì chúng ta không thể không nói đến cái vai trò của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Ở đây thì cái ngôn ngữ có ba cái chức năng chỉ nghĩa, chức năng thông báo và chức năng khái quát hóa. Thì trong ba cái chức năng này, chúng ta thấy rằng chức năng thông báo là chức năng quan trọng nhất. Và với ba cái chức năng này thì ngôn ngữ nó là một cái phương tiện rất đắc lực của cái hoạt động trí tuệ, ví dụ là tri giác, tưởng tượng, trí nhớ và tư duy. Ở đây thì việc dạy cho trẻ phát triển ngôn ngữ và tích lũy cái vốn từ vựng khi còn nhỏ là rất quan trọng, và nó làm tiền đề cho sự phát triển năng lực cá nhân trong tương lai của người học. Vì vậy cho nên theo cái quan điểm của phương pháp bắn tay nặn bột, tức là làm chủ ngôn ngữ không chỉ là sự mong đợi của xã hội, của cha mẹ, mà cũng là một cái ưu tiên của nền giáo dục quốc gia, và đây cũng là một trong những cái mục tiêu mà phương pháp bắn tay nặn bột nhắm đến. Ở đây thì chúng ta thấy có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa dạy khoa học với lại việc phát triển ngôn ngữ cho người học. Bởi dạy khoa học thì xét về một cái mặt nào đó chính là dạy một cái ngôn ngữ đặc biệt có tác dụng to lớn trong việc diễn đạt các cái sự kiện, các cái phương pháp trong các cái lĩnh vực khác nhau của khoa học và thực tiễn. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một cái điều, tức là cái mối quan hệ hai chiều giữa tiến trình nghiên cứu khoa học với việc phát triển ngôn ngữ của người học. Trong cái ngôn ngữ thì chúng ta có thể chia làm hai loại, cái thứ nhất là ngôn ngữ nói và thứ hai là ngôn ngữ viết. Đối với lại cái ngôn ngữ nói á, thì cái diễn đạt nói trong cái hoạt động khoa học thì nó có những cái đặc điểm đặc biệt bởi cái tính nghiêm ngặt của các cái phát biểu khoa học, sự đòi hỏi phải khách quan hóa, hợp thức hóa các kết quả, giúp cho người học có thể hình thành cái tư tưởng biết phê phán về những cái phát biểu phi khoa học. Bởi chúng ta biết, tức là cái khoa học thì cái sự đồng thuận không phải dựa trên cái số đông. Và các cái biện pháp có thể rèn ngôn ngữ trong cái quá trình tổ chức dạy học theo phương pháp bắn tay nặn bột. Thứ nhất là có thể cho học sinh luân phiên trao đổi bằng ngôn ngữ. Thứ hai là trình bày, yêu cầu người học trình bày rất rõ ràng về văn phạm, diễn cảm, về giọng điệu, và chú ý đến các cái phản ứng, các cái cách thức học sinh trao đổi với nhau để học sinh học cách giao tiếp với nhau. Về việc rèn cái ngôn ngữ viết thì nếu cái ngôn ngữ nói á, nó có những cái đặc trưng mà ngôn ngữ nói thì có những cái dân tộc là có tiếng nói nhưng không có chữ viết, thì ở đây cái ngôn ngữ viết nó là một cái dạng kỹ năng rất chuyên biệt để thể hiện cái tư tưởng, ý đồ giao tiếp bằng ngôn ngữ viết và các cái chuẩn mực bằng văn bản. Vì vậy cho nên cái diễn đạt viết là một trong những cái kỹ năng giao tiếp quan trọng nhất của con người và có cái vai trò trong công việc của bất kỳ một cái cá nhân nào và ở bất kỳ vị trí công tác nào. Cái ngôn ngữ viết thì nó có thể thể hiện qua các cái bài viết, qua sơ đồ, qua biểu đồ, qua đồ thị, các cái ký hiệu khoa học. Và những cái biện pháp để giáo viên có thể rèn ngôn ngữ viết cho học sinh, đó là yêu cầu học sinh học đọc một cái văn bản khoa học, học cách xây dựng các cái biểu đồ, lập các sơ đồ, lập các biểu bảng và so sánh các kết quả thu được cũng như thực hiện các cái hình vẽ, đặc biệt là đưa ra những cái chú giải và những cái lời giải thích, vân vân. Ở đây thì trong hai cái sơ đồ, các thầy các cô
cũng có thể tìm thấy ở trong tài liệu, tức là cái vai trò của diễn đạt viết. Thì diễn đạt viết là viết cho cá nhân để nhằm mô tả các cái hành động, nhằm ghi nhớ, nhằm để hiểu. Và cái thứ hai tức là viết cho những người khác để nhằm truyền đạt các cái ý tưởng, nhằm để giải thích, nhằm đặt câu hỏi và nhằm tổng hợp. Hai cái sơ đồ này cũng đã có trong tài liệu. Ở đây thì phương pháp bàn tay nặn bột cũng nhấn mạnh đến việc chuyển từ cái ngôn ngữ nói sang ngôn ngữ viết, tức là họ khuyến nghị dành một cái thời gian thích đáng để yêu cầu sinh ghi chép cá nhân, thảo luận và xây dựng tập thể những cái điều mà người học quan sát, những cái lời giải thích, những cái đề xuất cũng như những cái kiến thức đã được trao đổi. Về sau này khi trình bày cái phần vai trò của vở thực hành, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến. Cái đặc trưng nổi bật thứ ba của phương pháp bàn tay nặn bột đấy là tạo thuận lợi cho học sinh bộc lộ và thay đổi các cái quan niệm ban đầu theo con đường kiến tạo. Ở đây thì Vygotsky có nói rằng sự hình thành những khái niệm khoa học chỉ có thể hiệu quả khi trẻ đã xây dựng những khái niệm đó trong đời sống hàng ngày. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò của những cái kiến thức đã có, những cái quan niệm đã có trong cái quá trình dạy học. Và Piaget nói rằng sự đồng hóa là một trong những cơ chế cơ bản của việc học. Nói cách khác là học sinh học với những gì các em đã biết. Ở đây thì nói đến cái quan niệm ban đầu thì có rất nhiều các cái thuật ngữ khác nhau để diễn tả cái quan niệm ban đầu. Thí dụ như quan niệm ban đầu, quan niệm sai, quan niệm thông thường, các biểu tượng, các sai lầm, vân vân. Như trong cái phần này thì chúng tôi thống nhất sử dụng một cái thuật ngữ đó là quan niệm ban đầu. Những cái quan niệm ban đầu của người học thì có cái nguồn gốc từ những cái yếu tố xã hội, văn hóa, thậm chí là những cái sai lầm trong cái lịch sử khoa học, và ngay cả việc dạy học cũng có thể gây ra cho người học những cái quan niệm sai lầm. Và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến những cái nguyên nhân do đặc trưng của hoạt động nhận thức. Ở đây thì chúng ta thấy rất rõ cái sự khác biệt giữa cái lập luận tự phát của cái người học với lại cái lập luận của nhà khoa học. Lập luận tự phát tức là dựa trên cái đặc tính chức năng của sự vật hiện tượng và đưa ra cái hiệu quả. Ví dụ như là tôi đẩy cái bàn, tức là tôi phải sử dụng một cái sức mạnh, một cái lực nào đó để tôi đẩy cái bàn. Nhưng mà đối với lại nhà khoa học thì cái lập luận của nhà khoa học thì không phải như thế. Tức là họ nghiệm thấy, điều nghiệm thấy, họ sử dụng một cái mô hình, sau đó biểu diễn nó và đưa ra những cái phán đoán. Ở đây thì trong cái quá trình dạy học á, chúng ta thấy rằng tất cả những cái cách thức có những cái quan niệm sai thì ở đây cả giáo viên và học sinh đều có thể có những cái quan niệm sai. Và trong cái quá trình tổ chức dạy học, nếu chúng ta thiếu ý thức về vấn đề này thì có thể gây ra những cái hiệu quả trong cái quá trình tổ chức dạy học. Và vì vậy cho nên cái người giáo viên cần phải suy nghĩ về những cái quan niệm riêng của mình, và các cái nhà đào tạo mà giúp giáo viên xác định được những cái quan niệm của họ. Ở đây thì đặc trưng của quan niệm nó là những cái ý nghĩ, những cái hình ảnh được sử dụng để giải thích các cái vấn đề trong cuộc sống, và nó chỉ là một cái sự giải thích rất là giản đơn và được quy chiếu với cái cuộc sống, và những cái quan niệm này thì thường là được nhân hóa. Và nói cách khác tức là những cái chiến lược nhận thức mà người học sử dụng để hiểu và mô tả các cái thế giới xung quanh. Vì vậy cho nên quan niệm ít vững chắc và nó có thể quan sát, chúng ta có thể quan sát thấy sự tồn tại của nhiều cái cách thức giải thích khác nhau được huy động tùy thuộc vào cái bối cảnh và tùy thuộc vào tình huống. Và nó phụ thuộc vào những cái câu hỏi đặt ra, và nói chung tức là cái quan niệm nó chỉ đưa lại nghĩa thực sự bằng cách quy chiếu với tình huống để cho phép làm bộc lộ nó. Chúng ta lấy ví dụ như thế này. Trở lại với cái tình huống tức là giáo viên yêu cầu học sinh hãy ăn một cái miếng bánh và uống một cái cốc nước để cảm nhận đường đi của miếng bánh và nước trong cơ thể như thế nào. Ở đây là một cái bài học mà đề cập đến hệ tiêu hóa. Thì học sinh đã vẽ như thế này, tức là đối với lại cái miếng bánh á, thì đi theo một cái đường và nước thì đi ra theo một đường. Thì đây là những cái hình ảnh mà học sinh đã sử dụng để mô tả lại cái đường đi của bánh và nước theo cái yêu cầu của giáo viên. Thì đây là cái hình ảnh của một học sinh 11 tuổi. Và đây là một cái hình ảnh về hệ tiêu hóa của một sinh viên đã nhiều lần học về hệ tiêu hóa. Thì so sánh hai cái quan niệm này, chúng ta thấy rằng là họ mắc cùng một cái lỗi ở cả người lớn cũng như là trẻ em. Mặc dù đối với lại một sinh viên thì họ nhiều lần học về hệ tiêu hóa, nhưng cái quan niệm về hai cái ống, tức là một cái đường cho thức ăn rắn đi riêng
và một cái đường cho thức ăn lỏng đi riêng. Chỉ có khác nhau tức là trên cái hình vẽ của người lớn thì các cái chú thích được rõ ràng hơn. Thế còn về quan niệm thì chúng ta thấy là giống hệt nhau. Ở đây thì mặc dù các cái quan niệm á, có thể rất đa dạng, nhưng mà trong cái quá trình mà tổ chức dạy học, chúng ta có thể gộp nhóm các cái quan niệm lại. Ví dụ, đây là cái quan niệm về hai cái ống riêng rẽ khi bắt đầu từ cái thực quản, và nước đi theo một đường và thức ăn rắn đi theo một đường. Và cũng có thể tức là một cái quan niệm là thức ăn đi vào dạ dày sau đó được chia thành hai phần khác nhau. Và một cái quan niệm tức là thức ăn đi và tới cái dạ dày thì sau đó thì được chia thành hai cái phần. Và như vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù quan niệm rất đa dạng nhưng có thể gộp nhóm các cái quan niệm lại. Thế thì trong cái quá trình mà tổ chức dạy học, cái đặc trưng của bắn tay nặn bột tức là tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ và thay đổi quan niệm. Do đó cho nên đối với người học á, sẽ cho phép họ ý thức và nhận ra được cái quan niệm của mình có cái điểm gì khác với lại quan niệm của bạn. Và sự đa dạng các cái quan niệm sẽ giúp nảy sinh vấn đề và tạo động cơ cho cái hoạt động học. Đây cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi đã đề cập đến ở trong cái phần tổ chức dạy học theo cái tiến trình của bắn tay nặn bột. Như vậy thì đối với người học thì quan niệm nó là một cái cầu nhảy trong quá trình học tập. Còn đối với người dạy á, thì giúp cho người dạy có thể làm nổi bật những cái chướng ngại mà học sinh gặp phải trong cái quá trình học tập, và chúng ta có thể đánh giá được cái trình độ cũng như là cái sự nhận thức được cái khoảng cách giữa quan niệm với những cái kiến thức mà chúng ta mong muốn học sinh cần đạt. Và cũng từ cái quan niệm đó thì người giáo viên có thể xác định được cái mục tiêu học tập để chúng ta tổ chức các cái tình huống phù hợp nhất. Như vậy thì quan niệm đóng cái vai trò chỉ dẫn trong cái quá trình dạy học. Và trong cái quá trình dạy học thì quan niệm có thể là những cái chướng ngại cho việc học tập nếu giáo viên không tính đến nó. Đây là hai cái hình ảnh, đây là một cái hình ảnh ở trên một cái tạp chí rất nổi tiếng về việc là sự dai dẳng của các cái quan niệm, quan niệm về hệ tiêu hóa. Là trước khi đến lớp học thì học sinh đã có một cái quan niệm về hệ tiêu hóa. Người thầy không cần biết học sinh nghĩ gì và chỉ cần biết là cái nhiệm vụ của mình là đưa ra một cái kiến thức rất đầy đủ về hệ tiêu hóa. Họ dán lên đó một cái bức tranh về hệ tiêu hóa. Xong xuôi đâu đấy thì giáo viên bước ra khỏi lớp. Và khi ông thầy vừa bước ra khỏi lớp thì tất cả bức tranh đó tụt xuống và lại trở lại như cũ. Đây muốn nói đến cái sự không hiệu quả của quá trình dạy học nếu chúng ta không tính đến cái quan niệm của người học. Như vậy thì trong cái quá trình mà tổ chức dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột thì có những cái thái độ nào của giáo viên đối với các cái quan niệm của học sinh? Cái điều đầu tiên á, là giáo viên không tính đến các quan niệm này. Bởi vì giáo viên cho rằng quan niệm của người học quá đa dạng như những cái biểu hiện đa dạng của học sinh trong một cái lớp học. Cái thứ hai là nếu mà tính đến các cái quan niệm thì rất mất thời gian trong khi dạy, cho nên là cách tốt nhất là không tính đến nó. Cái thái độ thứ hai của giáo viên đó là họ tìm cách để chống lại những cái quan niệm sai. Ở đây thì giáo viên sẽ tìm cách tốt nhất để làm cho quan niệm biến nhất. Họ chỉ cho học sinh rằng là học sinh đã sai bằng cách là chuyển đến cho học sinh những cái kiến thức thực sự, chủ yếu là bằng cách truyền thụ và áp đặt. Cái thái độ thứ ba là giáo viên tìm cách làm việc với quan niệm. Ở đây thì có tính đến các cái quan niệm nhưng không thực sự sử dụng chúng, và giáo viên chỉ sử dụng các cái quan niệm một cách đơn giản để tạo động cơ ban đầu thôi. Và cái thái độ tiếp theo đấy là giáo viên tìm cách làm việc với quan niệm để đi đến chống lại nó. Thì ở đây á, sẽ sử dụng các quan niệm để cho học sinh nhận ra các cái sai lầm, từ đó phát triển và làm thay đổi quan niệm. Đây là thái độ duy nhất phù hợp trong tiến trình xây dựng kiến thức, và đây cũng là cái điều mong muốn của các cái nhà khoa học khi giáo viên tổ chức cái tiến trình dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột. Thì như vậy thì nó xuất hiện một cái thuật ngữ gọi là khái niệm mục tiêu chướng ngại, tức là mục tiêu dạy học và quan tâm đến cái chướng ngại mà người học sẽ phải gặp phải trong cái quá trình học tập. Ở đây thì cái mục tiêu dạy học không đơn giản là được xác định bởi chương trình và phân tích những cái kiến thức cần đạt, mà mục tiêu phải dựa trên cái mà học sinh đã biết và có khả năng thực hiện trong cái tiến trình nghiên cứu. Do đó cho nên là cái vấn đề cần giải quyết và việc cái tiến trình nghiên cứu được lựa chọn sẽ được xác định bởi việc phân tích các cái quan điểm của học sinh. Vậy thì làm thế nào để trong cái quá trình dạy học chúng ta có thể tiếp nhận các cái quan điểm?
Cái thứ nhất là chúng ta có thể qua trao đổi với học sinh, sau đó chúng ta ghi lại những cái điều mà học sinh đã nói. Ví dụ như là trong cái giờ học về hỗn hợp và dung dịch thì giáo viên đặt câu hỏi là khi trộn hai chất lỏng không thể hòa tan thì chất lỏng nào phía trên. Sau đó thì giáo viên ghi lại trên bảng tất cả các ý kiến của học sinh, ví dụ như đó là chất béo hơn, chất nhẹ hơn, hoặc cái đó còn phụ thuộc vào lượng chất, cái đó còn phụ thuộc xem là rót cái chất lỏng nào trước, vân vân. Cái thứ hai tức là có thể thông qua diễn đạt viết, mà ở đây thì có thể là một cái câu trả lời viết, hoặc có thể là một cái hình vẽ, hoặc một cái sơ đồ. Ví dụ như là giáo viên muốn xem cái quan niệm của học sinh về sự hô hấp, thì giáo viên sẽ phân phát cái mô hình người không vẽ gì bên trong và yêu cầu học sinh vẽ đường đi của không khí trong cơ thể. Hoặc là để biết cái quan niệm của học sinh về hiến máu thì giáo viên đưa ra một cái bảng câu hỏi kết hợp những câu hỏi như là hiến máu là gì, ở đâu tôi có thể hiến máu và bạn biết gì về nhóm máu của mình. Hoặc cũng có thể là qua tiến hành thí nghiệm và yêu cầu học sinh là giải thích các cái hiện tượng quan sát được. Ví dụ như là đề cập đến cơ chế của sự hô hấp thì giáo viên yêu cầu học sinh đứng lên, im lặng và không cử động trong 30 giây để cảm nhận hơi thở của mình. Sau đó thì họ sẽ trả lời câu hỏi là điều gì xảy ra khi bạn hít thở. Và do đó chúng ta sẽ xác định mục tiêu sau khi phân tích quan niệm và chúng ta thực hiện cái sự phân tích các cái kiến thức cần dạy và sử dụng các cái quan niệm của người học, sau đó thì tổ chức các tình huống để làm đối đầu các cái quan niệm này. Và lưu ý một điều, tức là xây dựng tri thức đó là một cái con đường dài. Nếu chúng ta lo lắng và thúc ép về cái mặt thời gian thì nhiều khi tức là cái quá trình tổ chức dạy học không đủ để mà giúp cho học sinh có thể vận dụng, làm bộc lộ các cái quan niệm, đối đầu các quan niệm và sau đó họ thay đổi các cái quan niệm của mình. Và chúng tôi muốn nói rằng quan niệm đây là một cái công cụ cơ bản trong quá trình chiếm lĩnh tri thức khoa học. Tuy nhiên thì nó chỉ đưa lại tất cả các cái ý nghĩa khi sử dụng nó một cách đúng đắn, và việc làm nổi lên các cái quan niệm sai, phân tích chúng, sau đó làm cho chúng đối đầu để làm cho các quan niệm phát triển là cần thiết, vì nó tạo nên những cái chướng ngại thực sự đối với việc tiếp thu tri thức. Và cái đặc trưng cuối cùng của phương pháp bàn tay nặn bột đấy là rèn cho học sinh biết cách sử dụng vở thực hành. Ở đây thì trong cái quá trình sử dụng vở thực hành, học sinh sẽ phải ghi chép lại, ví dụ những câu hỏi là gì, làm thế nào có thể trả lời được, những gì tôi tìm thấy trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tôi đã làm gì, làm thế nào tôi có thể làm tốt hơn, những gì tôi trả lời câu hỏi, kết quả của tôi có giống với kết quả của các bạn khác hay không, hoặc kết quả của nhóm tôi có giống với kết quả của khoa học hay không, vân vân, đều được sinh ghi vào vở thực hành. Như vậy thì cái vở thực hành nó là một cái công cụ giúp cho người học nhìn nhận lại cái quá trình học và giúp cho giáo viên có thể nhận biết được cái tiến bộ của người học. Ở đây thì chúng ta đã tìm hiểu các cái đặc trưng quan trọng nhất của phương pháp bàn tay nặn bột. Có 4 cái đặc trưng. Thứ nhất là rèn cái tư duy khoa học và phương pháp làm việc khoa học. Đặc trưng thứ hai đó là phát triển cái ngôn ngữ, hay nói cách khác tức là rèn cái diễn đạt ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói. Cái đặc trưng thứ ba là làm bộc lộ các cái quan niệm và làm cho các cái quan niệm đó tiến triển. Về cái đặc trưng thứ tư tức là rèn cho học sinh biết cách sử dụng vở thực hành. Thì 4 cái đặc trưng này cũng là những cái mà trong cái quá trình chúng ta tổ chức dạy học, chúng ta luôn luôn quay trở lại nó để xem đây có phải là một cái tiến trình tổ chức dạy học đã thể hiện được các cái đặc trưng này hay chưa. Để kết thúc cái phần này thì xin mời các thầy cô chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Như vậy thì trong cái bài học thứ hai, chúng tôi đã trình bày với các thầy các cô những cái cơ sở khoa học cơ bản nhất của phương pháp bàn tay nặn bột. Kết luận cho bài học, chúng tôi muốn nói rằng tất cả mọi người đều có thể học, dù đó là người có năng lực nhận thức hoàn hảo hay khuyết tật, miễn là chúng ta đưa ra cho họ một tiến trình học tập thích hợp. Xin cảm ơn sự theo dõi của các thầy cô giáo.